Em Loan mến chào anh chị, đã ghé kênh Cờ Tướng TV của em ạ. À, hôm nay em xin gửi đến anh chị hai ván cờ tướng, giữa tài khoản có tên là Ngô Lan Hương, khi lần lượt đối đầu Mohammed và Hồ Vinh Hoa. Hai ván cờ được trực tiếp trên kênh Tượng Kỳ Cờ Tướng Thế Giới, mời anh chị cùng xem. chơi đến đây mohammed không thể đỡ nổi vì vậy mohammed đã buông cờ chịu thua em loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha chơi đến đây, Hồ Vinh Hoa không thể đỡ nổi, vì vậy Hồ Vinh Hoa đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.